Hello, xin chào mọi người. Bây giờ Ly đang trên chuyến xe buýt Đà Nẵng Lao Bảo. Chúng mình sẽ cùng nhau đi 4 tiếng và xuất phát từ Đà Nẵng xong rồi tới cửa khẩu Lao Bảo. Đây là lần đầu tiên mà Ly được đi mà xe buýt nằm mà đi đi qua một đất nước khác. Sẽ xuất ngoại và trong 3 ngày thì tụi mình sẽ đi 2 quốc gia. Gì để đóng dấu passport sao? Một tuần khác. Đây là lần đầu tiên mà chú đi bus xe dừng nằm như riêng. Kiểu là ông đã muốn đi từ rất là lâu, kiểu là đi không có thích đi, không thích đi bị say xe. Nhưng mà thôi, gọi là đi một lần này rồi thôi. Thì hẹn gặp ở cửa khẩu Lao Bảo. 2000 years later. Đổi tiền đi em ơi. Đây là đội tuyển Việt Nam. Có tiền rồi. Ô, bây giờ đây. Ủa, sao? Ở đi cả nào? Phía gì á? Bỏ đó. Anh con đang đông rồi à? Nhiều con là 350. Vậy, tôi sẽ bỏ kiếp. À, anh có xã bao nhiêu, bao nhiêu. 350 kiếp hả? Kiếp là mấy, mấy ngàn Việt Nam? Anh xã đang nhận. Rip. Rip. Em nghe cái tiếng ký một phát là biết rồi, các bạn. You're the carrier. My quality. Đáng được đóng tiền đó. Về review cho hãng nghe. If my dog, the carrier the problem. À, 여기가 저 패스포트 판. Unlimited. Really? How many? I need a day. 3 day? 2 day? 3 là sao thì bao lâu? À, một cái thẻ như thế này là 3 ngày. Một ngày là cái gì? Đồ nãy nói không giới hạn. Không giới hạn có nghĩa là mình không phút nào. Có một xin là không giới hạn. Đây là 9시에요. 사람들도 되게 뭐 다 친절하고 되게 좋아요. 먼저 배부터 막멍. 라이스인가? 토탈리 만두. 바나 바나 힐. 아, 바나 힐. 이렇게 안 내 이렇게 줘 여러분. Anh biết lý do vì đang là chị như thế rồi đó. Anh muốn xem thế với là. Giống như cái Wow. How the lichi? Yeah, the si si not here. But she the lichi? She has the old the red color. Oh really? À, 지금 뒤에 네 명 앉았어요. 인데 이렇게 네 명 네, 제가 나 혼자 진짜 좋네. 2 hours later.
이거가 하나 300원. 네, 300원. 하지만 맛있겠다. 요즘 베트남 돼지고기 있어? 없어. 하지만 요즘 여기가 있어. 야, 이거 다 아니잖아. 다? 다 아니야, 이거. 에이, 귀엽다. 이렇게 더. 아! 야! 왜? 사진 찍을까? 오케이. 못하이바 못하이바 잠깐만. 아. 그럼 이제 우리 또 계속 가야 돼? 30만 더? 15,000원? 네. 비싸네. 15,000원 정도 했네. 또 비대. 하니. 재밌어? 아, 그 또 너는 뭐냐? 신부 그치? 어. 그 신부 네 친구잖아. 여기서 베트남도 똑같네. 나 before the wedding. 어? 뭐라고? 뭐 해? 뭐 해? 아 진짜? 아 진짜? 이거가 두 개 먹으면 안 돼? 640ml예요. 알아. 잠깐만 이거 여러분의 여 이게 홈땀이랍니다. 거기에 담아요. Đồ đồ mua thì luôn luôn là nó đẹp hơn rồi. Cái này là tầm 22 triệu. Còn bộ này là tầm khoảng 15 triệu ha. 25.000 baht. Đó là tầm khoảng 18 triệu á. 8 triệu Việt Nam đó. Wow. Ủa dâu dầu sao bao nhiêu kẹt?
phải đâu. Có người mấy người mà giàu giàu thì là một bộ là 40 triệu, 50 triệu. Ở dưới là 50 triệu rồi. Của dưới là giản dị nhất rồi đó. Là ai ai cũng cũng tầm tầm 10 người. Như họ là thấy người là tốn kém, tốn kém. Thật luôn. Tốn kém dạ nào, vui. Tốn kém lắm. Thôi mai ráng hút thiệt nhiều vàng. Ừ. Trời 2000 mà. 2000 khách mà. Cố lên ha. Ngày mai là không bội thu. Gọi đầu tư thôi, tại vì là nếu mà dùng từ đầu tư thì lỗ. À. Luôn luôn là lỗ. Rồi, cái đám cưới của Lào á. À. Bao nhiêu cũng không đủ hả? Bao. Nếu mà mình tính cả đồ này, cả thuê này, cả này kia là không được lời đâu. Huề vốn. Ừ. Sao cái ngày vui của mình vui trọng vẹn đúng không? Bạn bè mình từ Việt Nam sang. Tấm lòng. Bỏ phong bì ghi chữ tấm lòng mà. Dưới Alaska không thích điều này. Phẫn nộ thả phẫn nộ liền. Nếu bạn là bạn thì bạn sẽ thả phẫn nộ liền luôn. Không chưa mọi người đi về hay rồi thôi mình đi. Mai mình chiến đấu thôi. Đi. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai. Thôi.